Hôm nay sẽ học cái môn thuyết trong mạch của thầy Hồ Mậu Việt của trường ICTU. Thì ứng dụng của việc thiết kế mạch á, chúng ta có thể chẳng hạn như là người ta sẽ giao cho mình một cái mạch, đúng không? Sử dụng theo mình hiểu là sử dụng một con nen hoặc một con no gì đấy, chỉ một loại thôi, hoặc là kết hợp cả hai loại sao cho chúng ta viết viết bảng sơ đồ, chúng ta tối ưu sao cho phần tử nó ít nhất, số phần tử nó phải tối ưu nhất, để từ đó chúng ta có thể xây dựng được một cái mạch điện mà nó tối thiểu và nó ngang hẳn. Như vậy thì đầu tiên một trong ba trong một đó là ta thiết kế mạch chỉ dùng IC nen. Vậy thì cho con IC 7400 ấy, nó có sơ đồ chân như hình dưới đây. Nên có đâu rồi nhỉ? 7400 đúng không? Các bạn nhớ lại con 7400 dùng mạch nen nó như thế nào. Đây là con 7400. Và trình bày sơ đồ cấu trúc IC đó. IC thực hiện chức năng logic của hàm nen. Chỉ dùng duy nhất IC trên thiết kế mạch. Thế đây làm sao? Ta cho cái hàm như thế này 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14. Đấy. Thì ta thấy này, từ cái sơ đồ cấu trúc ấy, ta thấy IC 7400 và cấu trúc gồm 14 chân. Trong đó chân số 14 là chân chân nguồn, chân số 7 là chân chân đất, các chân còn lại thì nó tạo ra bốn phần tử logic đen với hai lối vào và một lối ra. Phần tử đen thứ nhất là 1A 1B, còn lối ra là 1Y. Phần tử thứ hai là 2A 2B và có lối ra là 2Y. Phần tử thứ ba là 3A 3B và có lối ra là 3Y. Vậy thì phần tử đen là thứ tư có lối lối vào là A4 B B4 và lối ra là 4Y. Từ khi chúng ta phân tích ta phân tích trên cái cấu trúc ấy, ta sẽ thấy rằng là khi mà ta thiết kế mạch đi 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14 thì để thiết kế được cái mạch logic đầu tiên ấy, chúng ta phải lập được bảng chân lý của hàm. Chúng ta lập bảng chân lý như sau. Số thứ tự 0, 0, 0, 0 là cái thứ nhất. Đấy. Vậy thì cái bảng này có vai trò như nào? Cứ thể vì ta đang viết dưới dạng tuyến, cho nên các số nào được lưu ở đây đều là giá trị một hết. Số 3 không có nên nó là giá trị không này. Đấy. Ta lập bìa các nô ra thì ta sẽ tối giản cho nó. Sau khi ta tối giản rồi, ta mới viết cái phương trình trạng thái này như đây này, như đây là 1,0 này, như thế nó là C đi đảo, C đi đảo có chưa, C đi đảo rồi, ok có rồi. Và ở đây là 4 ô này, 4 ô này, 4 ô này sẽ là 0,0,0,1, khác nhau là nó giống giống nhau là C đảo, 0,0,0,1 ở đây giống nhau là A đảo. Như vậy là trong cái này chính là A đảo và C đảo sẽ có giá trị không, xem có giá trị A đảo C đảo không nào. Đúng rồi, A đảo C đảo. Được chưa? Ở đây này 0,0,0,0,0,1, 1,0
vậy thì trong trường hợp này ta sẽ thấy được có giá trị giống nhau là C đảo và ở đây có và B đảo. C đảo B đảo có không ạ? C đảo B đảo đúng rồi. Ta xây dựng mạch logic từ phần tử men hay đầu vào. Khi ta viết F bằng ABCD ra như thế này. Vậy thì ta sẽ F ngang ngang hai lần lên F phụ hai lần với hai giá trị ban đầu. Vì sao ta làm hai giá trị ban đầu? Vì hai giá trị ban đầu là nó có đảo cả hai thành phần. Vậy thì ta sẽ thực hiện đảo hai giá trị này. Đảo hai giá trị này. Và như vậy, khi mà ta đảo hai giá trị này, ta trở thành A phụ toàn bộ nhân cho BC phụ này. Như trong cái con rõ này. Con rõ là gì? Vậy thì sau đó ta thực hiện đảo tất cả lên hai lần. Nghĩa là ta đảo hai con đầu tiên, sau đó ta hai giá trị đầu tiên này, giá trị này và giá trị này, sau đó ta đảo một lần nữa cho tổng thể. Thì ta sẽ được một cái cuối cùng như thế này. Đấy. Và ta thực hiện hàm logic. Ta thực hiện hàm logic A. Đây này ta có A, C đảo, thực hiện hàm hàm men nè. A, C, B, B với lại C. Tất cả được len lại với nhau. Và như thế là chúng ta đã thiết lập được một cái hàm logic chỉ chuyên dùng cho hàm len. Ở đây ta thấy có một cái đại diện cho ta len lần thứ nhất. Len lần thứ hai là dành cho A, B, C. Giá trị còn lại là C và D đảo thì được nêm cho cái con này. Đây. Nghĩa là ta nhìn vào đây này, ta có thể thấy này. A đảo nhân cho C đảo. Rồi B đảo nhân cho C đảo. Hai giá trị này được đảo một lần. Được đảo lần thứ hai, rồi đảo lần thứ ba, giống như trong trong hình đây. Vậy là chúng ta có thể xây dựng được mạch logic hàm len với hai đầu vào. Chúng ta xem lại nhé. Con IC 7400 này có 4 hàm len với hai lối vào. Và khi ta thiết kế ở dạng tuyến thì số mà
Số mà có ở trong dạng tuyến ta sẽ ghi là 1. Và ta chỉ xét giá trị 1 mà thôi. Ta vẽ bìa các đô ra. Ta viết hàm F. Ta xây dựng hàm F bằng bằng cách là đầu tiên là ta đảo hai phần tử ban đầu. Sau đó ta thực hiện nhân vào để chuyển nó về hàm nen. Hàm nen là hàm nhân à. Sau đó ta tiếp tục dùng nen lên một lần nữa để chuyển nó về, để chuyển nó về hàm nen tiếp theo nữa. Như vậy ta thực hiện ép ngang ép phủ hai lần. Và như thế ta sẽ dùng đến 1 con, 2 con, 3, 4, 5, 6. Không không, ta cần phải sử dụng bao nhiêu con nhỉ? Bao nhiêu con IC nhỉ? Ta chỉ dùng là 1 con này, A, B, C, D này, 1 con IC này. Hàm nen ta sử dụng bao nhiêu con nhỉ? Hàm nen thì có, còn thử nen thì có lối vào là AB. Như vậy có 4 phần tử nen với hai lối vào, 4 phần tử nen với hai lối vào 1, 2, 3, 4, 1, 2. Một này, hai này, ba này, bốn này. Năm, không ta dùng là 4 con, 6 con, 8 con, 10 con. Sử dụng nếu mà ta phải sử dụng 10 con em 740100 như thế này. Đấy. Cái phần này thì nó cũng là vấn đề nghi vấn. Mình chưa thiết kế mạch bao giờ nên mình sẽ tạm dời lại vào buổi hôm sau. Mình tìm hiểu cái phần này kỹ lại.